Các bạn có thương ai ra ngoài để làm chậm nhá và chung hai cái gì đó. Bây giờ làm nhanh hơn này, ngay từ đầu. Nhanh hơn nhá. 1 2 3 1 xoay lại. Đưa vào tóm Dũng Nguyên, Dũng Nguyên. Rồi các bạn làm rất tốt và Dũng Nguyên nhìn thấy không mình. Khi mình đếm đến 3 các bạn hãy làm giống mình nhá. 1 2 không làm được à? Làm lại này, chậm hơn nhá. 1 2 3 chơi gì? 4 5 6 cảm ơn các bạn đã buông tay ạ. Đó chỉ là một tiết mục giúp cho mọi người thoải mái hơn, thả lỏng hơn trước khi vào tiết mục chính. Đây có ai biết trò chơi nổi tiếng nhất chưa? Các bạn đã bao giờ thấy bao giờ nhỉ? Lễ bài kiểu này rồi. Bây giờ có ai biết giải của mình không? Bạn nào giải mất bao nhiêu lâu? Tuyệt vời, bạn có thể giúp mình trong một diễn trong thời cách bạn giải của mình không? Ok, bạn hãy lên đây. Đây cho bạn xem một tay ạ. Làm cây. Ok, bây giờ anh sẽ giải đây nhá. Mình thấy cách mà mọi người chơi Rubik và giải Rubik như thế nào. Không sao hết. Rồi mọi người đã làm ấn tượng lắm rồi. Vâng ơi. Chào anh cô nhá. Xoay nhanh nhỉ. Sao cả đó, mình của mình nó mới xin một chút đấy thì lâu rồi mình cho hơn thì bạn ấy sẽ giải nhanh hơn. Nào cứ phải nào nào rất tuyệt vời, công thức đấy anh không biết. Cảm ơn em nhé. Và thưa các bạn, đó là cách mà một người chơi Rubik thông thường giải Rubik. Bây giờ mình sẽ giải nó theo cách của các ảo thuật gia. Có vài sinh vật Rubik và Rubik đấy là có khoảng 43 tỷ tỷ cách để xoay các màu lẫn lộn với nhau. Nếu các bạn dùng hết các cách đấy, mỗi khối một cách, khối mặt trái đất, kiến toàn bộ trái đất luôn. Nhưng mà lẫn lộn thế nào đi chăng nữa, gần 20 nước có nghĩa hơn là nó sẽ được quay về vị trí ban đầu. Vì vậy, mình cần các bạn tưởng tượng của Rubik này sắp được giải xong và chỉ còn một lần xoay, nhìn vào nó nhé. Thì nó chỉ còn 2 lần xoay, 3 và 4. Nếu mình xoay lẫn lộn lên càng nhiều, tổng lúc này càng khó để quay về vị trí ban đầu. Mình sẽ xoay nó lên khoảng 20 lần đi. Và bây giờ các bạn hãy tưởng tượng 20 lần xoay nữa là nó được giải xong. Mấy tưởng tượng chỉ còn khoảng 10 lần xoay nữa, 8 lần xoay nữa, 5 lần xoay nữa. Khi nào tưởng tượng được giải xong khoảng trước đây
đây mình có đi thi các công ty xe aerobic, công tay nào cũng thắng được. Là cách gian lận, các mặt lộn, các gian lận thì đã rất nhanh rồi, cần các bạn trước mắt. Mình đưa nó quay trở lại phía trước, tất cả các bạn sẽ quay vị trí ban đầu của nó. Một tay nhá. Hơi riêng một chút. Và bây giờ mình đã cho các bạn xem phiên bản hai tay rồi, phiên bản một tay rồi. Các bạn có nghe thấy phiên bản một tay rồi, không tay bao giờ chưa? Không tay luôn. Chỉ cần các bạn chớp mắt thôi sẽ có mắt khoảnh khắc. Chịu gì